Em xin chào các bác nhé. Hiện nay là phiên của buổi sáng của ngày 23 tháng 10 năm 2024. Sáng nay vườn lan Cực Thúy nhà em lại tiếp tục lên một video xả rất là nhiều hàng đai châu Thái đang có tại vườn nhà em. Địa chỉ vườn lan Cực Thúy là ngõ 941 đường Trần Huy Liệu, thành phố Nam Định. Các bác đặt hàng liên hệ với em qua số điện thoại 0981 550 768 và số điện thoại 0817 89 2229. Rồi em lấy cái giọng cây. Bên cơ sở nhà em có nhận ship hàng toàn quốc. Phí ship bên nhà em là đồng giá là 35k. Và bên nhà em không bao ship nhé, mọi người nghe rõ hộ em nhé. Ngoài châu Thái ra nhà em còn rất những hàng châu xả nhà em còn rất là những dề to dề nhỏ này. Em có một cái dề này, em sẽ giới thiệu luôn này. Nó là con này con màu sắc pháo nhá. Một mẹ hai con, một mẹ hai con. Cái con mẹ này nó hơi bị lỗi một xíu xíu nhá. Đấy, không vận chuyển, không cánh khỏi này. Đẹp lắm, thiên thần luôn. Con này em để cho mọi người giá là to hơn cả cánh quạt luôn này. Đấy. Mọi người ơi, em để cho mọi người con này, cái dề này giá bao nhiêu nhỉ? Do phải ôm vào người nó mới biết vĩ đại như này. Em để cho mọi người giá 650.000 nhá. Bác nào ưng con này thì chốt này. Nó ít cặp lá thôi nhưng mà nó cực kỳ là cao to nhá mọi người nhá. Hôm nay không có người mẫu ở đây bê, đâm ra mọi người không nhìn thấy hơn hai găng tay em nhá. Đang có nụ rồi nhá. Em chưa nhìn đâu nhưng em biết là đang có nụ. Đấy, một mẹ hai con nhá. Bác nào kết được em, bố kết được em này thì alo lên cho em này. Đó, cực kỳ cao to luôn. Tiếp theo đây em sẽ lên một số mặt hàng xả đây ạ. Sau đây em sẽ lên một số cái mã châu xả. Và cái hàng xả này của nhà em là hàng nó hơi lỗi một xíu, nhưng toàn cây gọi là siêu to khổng lồ luôn nha mọi người nhá. Và cái giá em đưa ra là giá em không bao gồm phí ship. Cái châu Thái của nhà em hoa là rất là nhiều màu. Em cho các bác xem bảng màu. Và em Thúy bảo hành cho mọi người, đây là hàng châu Thái nhá. Hoa nở chuẩn Tết. Một số cây nó có nụ và một số cây nó đang lên nụ, nhưng em sẽ bảo hành hoa Tết hết cho mọi người nhá. Đấy, mọi người lưu ý hộ em. Không thể là cây nào mà em cũng vạch ra em xem nụ được. Và cái vấn đề nữa, em sẽ hướng dẫn các bác này. Hàng em đóng em gửi đi xa thì em sẽ cắt nước. Cắt nước không có nghĩa là sao, không có nghĩa là em sẽ để cây khô em gửi đi xa. Khi các bác nhận hàng thì các bác mở ra cho em, để cho em vài tiếng, để cho em vài tiếng nó hà hơi. Xong các bác tưới nhẹ này. Sang đến ngày hôm sau thì mọi người thấy cho em có cái nào là cây dễ khô, dễ khô, dễ gãy hay cái gì, mọi người cứ lấy cái kéo mạnh tay cắt đi cho em. Và mọi người nhà bác, các bác mà có Atonic này hoặc là B1 thì các bác hòa ra cho em, ngâm hoặc là phun, xong là treo dốc ngược lên. Lúc nào mình cấy thì cấy, hoặc là mình trồng luôn cũng được, không vấn đề gì. Cái B1 thì mọi người pha cho em này, một cái nắp này này tương đương mấy một cái bình 2,5 lít. Còn cái Atonic ở đây nó sẽ có hướng dẫn rồi. Cái Atonic này mục đích làm gì? Kích thích rễ. Cái B1 này nó cũng kích thích rễ và nó là đưa dưỡng chất vào cây nhá mọi người nhá. Mọi người cứ làm vậy cho em. Tiếp theo em sẽ đánh mã số A23. A23 của nhà em gồm có 3 cây. Giá em đưa ra là 320.000. Mọi người ơi lưu ý hộ em nhá. Cây nhà em Thúy siêu to khổng lồ nhá mọi người nhá. Và nó sẽ hơi lỗi lá chân một chút. Đây, lỗi thi thoảng nó đốm đốm này. Siêu to khổng lồ luôn nhá. Mọi người đo, em nhìn em đo găng tay này. Em quay gần nhá. Đó, em quay xa này. Thế nắm bác lại bảo sâu cây nó bé thế, nắm bác lại bảo sâu cây nó to thế. Đây, hàng nó sẽ hơi lỗi một xíu. Cái nào em phát hiện ra lỗi thì em chỉ cho các bác, mà em không phát hiện ra thì nó bác, các bác hoan hỉ cho em. Trong quá trình vận chuyển có thể nó sẽ hơi lỗi một chút thì các bác đừng trừ tiền em nhá. Cái đấy nó không tránh khỏi. Ba này, ba cây giá 320.000 này, siêu to đại tướng luôn nhá mọi người nhá. Gọi là giá nhà em Thúy đưa ra giá rẻ cực kỳ luôn, rẻ hơn hàng cân luôn nhá. Mã A24 gồm có 4 chậu giá 290.000 này. 1 này, 2 này, nhiều màu nhá mọi người nhá. 3 này, 4 này, 4 chậu 290.000. Úi giời ơi, cái mã này nó mới đại tướng này. Mã A25 gồm có 3 chậu giá 380.000. Ta nói là cái lá nó vừa to vừa dài nhá. 1 này, trời ơi. 2 này, sợ chưa. Cánh buồm còn gọi bằng cụ luôn đấy. 3 này, kinh khủng luôn. 3 cây 380.000. Em thử cân lên xem mọi người xem nhá. Các bác cứ hỏi em hàng cân. Đây này, mua này này, dễ giết, em cắt tỉa sạch sẽ rồi. Mà cây nó còn này. Ôi giời ơi,
Nó là 2 cân 3 nhá. 2 cân 3. 2 cân 3 mà giá có bao nhiêu? Có 380.000 thôi. Ôi, to đại tướng khổng lồ luôn mọi người nhá. Tiếp đến mã A26 gồm có 4 chậu 5 cây, giá 350.000. 1 này. 2 này. Chậu này chậu 2 cây nhá. Chậu 2 cây. 3 này. 4 chậu 5 cây giá 350.000 mã A26. Tiếp đến mã A27. Siêu to khổng lồ luôn nhá mọi người ơi. Giá 3 chậu là 370.000. Con này con ngọc trai đen này. Cực kỳ cứng cáp luôn nhá. 1 này. 2 này. Trời ơi. Sao mà nó to thế? To kinh khủng luôn này. 3. Kinh khủng luôn là to. 370.000 mã A27 nhá. Em giới thiệu với các bác một dòng nhạn Laikoki của nhà em nhá. Nhạn Laikoki này. Nói về cái dòng nhạn hoa đã thơm này, Koki nó còn thơm hơn. Và hai cái dòng này mặt hoa nó cực kỳ đẹp. Nó lai tạo được người Thái Lan, người ta lai tạo mới ra với nhau. Nó ra một mặt hoa nó siêu thơm. Cái dòng này hoa nó sẽ nở từ nó nở rải rác từ tháng 5 dương cho đến Tết. Bây giờ mọi người chưa mua về có thể là mình kích hoa, bảo hành cho các bác là chơi được hoa Tết nhá. Hoa siêu thơm này. Mọi người ơi nhìn cây này. Mít rụt rịt chưa? Bản lá to nhá, bản lá to. Đây là cái mặt hoa này là mặt hoa bói. Mặt hoa bói này. Đấy mặt hoa bói nhá. Nó đẹp lắm, đây này nó nở chưa căng hết chứ nở căng hết là đẹp lắm. Bông mai nhá, bông mai này. Đấy, lưỡi tím này. Cánh là cánh bông mai đấy, đẹp lắm cơ mọi người ơi, xuất sắc. Và hương thơm này thì nó cực kỳ luôn. Một chậu như thế này em Thúy chia sẻ cho mọi người giá là 170.000 một chậu. Các bác mua 5 chậu em Thúy miễn phí ship nhá. Một chậu nó trung bình nó được tầm 9-10 cặp lá, nhưng em bán từ 8 cặp lá trở lên mọi người nhá. Và mọi người mua thì mọi người nhớ cho em cái cây này, trên cây này nó có bao nhiêu cặp lá thì mọi người đếm hết cho em nhá. Nhiều khi các bác là đếm có chọn lọc, đôi 4, 6, 8, 9, các bác đếm làm sao mà nó chỉ ra được 5-6 cặp thì em chịu các bác luôn. Bản lá to nhá mọi người nhá. Bản lá to, mọi người lưu ý hộ em nhá. Đấy, cứ mua 5 cây, em Thúy miễn phí ship. Hàng siêu đẹp luôn nha các mọi người ơi. Gọi là siêu đẹp luôn nhá. Cái này về gãy cái cây cấy lên gỗ lũa để Tết để hoa thơm cực kỳ luôn. Dễ là dễ gió nhá. Đẹp lắm lắm ấy ạ, xuất sắc luôn. Các bác nhìn này, trồng cái cổ lá này. Yêu chưa? Yêu cực kỳ luôn đấy ạ. Tiếp theo đây em Thúy giới thiệu với các bác một mặt hàng nữa là siêu đáng yêu luôn nhá. Châu lai nhá. Châu lai với hoàng nhạn. Lá cực kỳ to luôn các bác ơi. Nó cây nó gọi là đẹp mướt mát. Và cái dòng này nhá, em cho các bác xem mặt hoa đây. Bông hoa cần bông của nó phải 80 đến 1 mét nhá. Hoa nở cực kỳ lâu tàn. Nó chơi vật mình chơi tầm được khoảng từ lúc lên nụ cho đến tục tàn hoa là tầm 4 tháng nhá. Hoa nở quanh năm, nó có 3 màu hoa. Đây em cho lại các bác xem màu trắng này. Trắng lưỡi hồng này, màu cam này, cam này và màu đỏ nhá mọi người nhá. Và màu đỏ, cái này thì nó gọi là thơm cực kỳ, nó đã ở thực tế ở nhà em rất là nhiều luôn. Nhà em có một cây mẫu mai em sẽ quay cho mọi người xem. Một chậu 2 cây như thế này, em Thúy chia sẻ cho mọi người giá là chỉ có 130.000 một chậu thôi. Và các bác mua 5 chậu em Thúy miễn phí ship nhá. Shop khác người ta đang bán 160 đấy ạ. Đây em bán có 130.000 thôi. Giá quá rẻ luôn mọi người này. Giá quá rẻ luôn nhá. Yêu lắm. Cứ một chậu 2 cây các bác mua về các bác ghép cho em. Và cái hàng này thì thi thoảng cái lá chân nó sẽ lỗi một chút nhá. Các bác mua các bác về thí dụ trong quá trình vận chuyển nó có bị hơi bị xước xát thì các bác đừng trừ tiền em Thúy. Khổ thân em ra nhá. Hàng này về là bây giờ là mọi người trồng là mọi người là có thể gọi là 90 mấy % mọi người chơi được hoa Tết rồi đây. 90 mấy % được chơi hoa Tết rồi nhá. Em không dám hứa thì tại có cây có thể là mình do quá trình mình chăm sóc nó không lên được chẳng hạn. Các bác chắc chắn nhất thì các bác cứ kích hoa cho em. Mua một loại kích hoa của Thái, nhà em bán có 50.000 thôi. Đấy về mình cứ tưới rất là được nhiều loại hoa. 130.000 một chậu 2 cây nhá, giá quá hời luôn. Dòng này dòng dễ gió nhá mọi người nhá. Đấy các bác cứ 7 ngày 10 đến 10 ngày các bác cho ăn phân thuốc một lần và về các bác sang chậu cho em. Có nghĩa là đẩy cái chậu nhựa này ra để nguyên cả một cái giá thẻ này vào một cái chậu mới.
trồng cây là rất là ok. Tết là mình được ngắm hoa này, bông hoa nó dài hàng mét luôn, yêu cực kỳ luôn. Và đây là cái dòng Cattleya mới, nhà em mới cập bến nhá. Dòng lá mít, cây cực kỳ đẹp luôn. Hôm nay em về được rất là nhiều mặt hoa. Mặt hoa này nó toàn những mặt hoa lai, thì tên nó tên tiếng Anh, khó gọi, thì em cho các bác xem mặt hoa ở nhà vườn đưa cho em đây. Đó. Mọi người tí nữa có một số cây nó nở bói em sẽ xeo cho mọi người xem này. Đây này, toàn những tên tiếng Anh khó đọc lắm các bác ạ. Những cái cây này có khi là nó mình em chưa kịp đặt tiếng Việt. Bangkok Go này, Amazing này, ngôi sao Brazil này, tím này, Valentine này. Đó, rất là nhiều luôn mọi người ơi, toàn mặt hoa đẹp tuyệt vời luôn. Đây có một số cây nữa đã nở bói thực tế đây, em cho mọi người xem nhá. Yêu cực kỳ luôn, yêu cực kỳ luôn nhá. Đó này, nó mới hé hé thôi mà mới để ở trong thùng nó ra ấy, nó nở chưa căng. Trắng trắng tím 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 nhạt này, tím họng vàng đây. Đó, còn mấy cây này đang nụ này, đang nụ này chưa nở này. Nụ đây nha mọi người nhá, nụ chưa nở này. Nhiều cây nụ lắm. Đó, vàng lưỡi đỏ này. Đó, loại gọi là khó gọi lắm. Đó, cái này là vàng đậm hơn nhá. Cái này nó chưa nở hé, nó mới nở hé này. Nó chưa nở hết, và cái dòng này dòng hoa chung chứ không phải hoa đại nhá mọi người nhá. Đấy, hàng nụ này. Nhưng em Thúy sẽ chia sẻ cho mọi người, em bán cho mọi người giá hàng giá không nụ. Hàng này hàng cát, hoa nở quanh năm. Bây giờ mình mua về là có thể là mình chơi được hoa Tết đây. Cái này thì em cũng không dám chắc chắn được Tết hay không, nhưng mà hầu như là được chơi Tết nhá. Một số cây này, đang có rất là nhiều cây có mèo nhá. Nhưng em bán hàng không mèo này. Một chậu như thế này, em Thúy chia sẻ cho mọi người giá là 90k một chậu. Các bác mua 10 chậu em miễn phí ship 10 chậu nhá mọi người nhá. Ở shop khác người ta đang bán 130.000 đấy. Nhưng em bán có 90.000 thôi. Cho nên là các bác ơi, các bác đừng mặc cả em nhá. Đừng mặc cả bao ship hay không bao ship. Cây đẹp cực kỳ luôn. Và cây to, cây nhỏ, chậu ít ít ý là chậu nhiều thân hay chậu ít thân, nó phụ thuộc vào mặt hoa nhá. Đẹp long lanh luôn các bác ơi. Đẹp cực kỳ luôn đấy, gọi là nó là tuyệt vời luôn. Đó, 90k một chậu nhá mọi người nhá. Đây này, hàng này về thì các bác chỉ việc gọi là sang chậu đi, đẻ ra để cho nó đẻ ra một cái chậu cho sang cái chậu mới thì cho nó đẻ nhiều con nhá. Ôi nó gọi là ôi tuyệt vời luôn đấy mọi người ạ. Ôi tuyệt vời luôn đấy. Đấy, yêu lắm. Tiếp theo đây em sẽ giới thiệu với các bác một mặt hàng nữa là cái hàng này thì bình thường như là nếu mà người ta cũng có sẽ rất là nhiều tên gọi, nhưng mà nó thuộc dòng hoàng thảo lông nhá. Hàng đang nụ này, hàng đang nụ. Em cho các bác xem mặt hoa này. Đó là Damari, Damari. Đó, hoa cực kỳ là bền luôn mọi người nhá. Hàng này là em chia sẻ với các bác là hàng đang nụ đây. Hàng, ôi, nó cập kênh. Đây, hàng đang nụ nhá. Có cây nụ to, có cây nụ nhỏ. Em chia sẻ cho các bác giá là bao nhiêu nhỉ? 110.000. 110.000 một cái chậu như thế này mọi người nhá. Cái này thì hoa ra quanh năm này. Hàng này đang có nụ và đang có hoa, nhưng em sẽ không bảo hành nụ, bảo hành hoa cho các bác đâu. Trong quá trình vận chuyển thì nhiều bác khó tính lắm. Cái hàng hoa này thì thực ra là nó cũng không năm sao, nhưng mà nhiều bác ví dụ dụng một tí hoặc xước một tí các bác bắt đèn. Thôi thà em bán luôn cái hàng giống này, em bán không nụ luôn, không nụ không hoa luôn. Em chia sẻ với các bác giá là 110.000 một chậu. Shop khác người ta đang bán 130.000 đấy ạ. Và các bác mua 5 chậu thì em miễn phí ship nhá. Ôi đây này. Bác ơi các bác ơi, bông hoa nó nở phê chưa này. Siêu to luôn nhá. Đây này nó mới hé hé nhá. Đó, 110.000 một chậu này. Cây nào cũng có nụ luôn nhá. Cái này về thì các bác xên sang chậu cho em. Sang chậu cho em để cho nó ra đất mới, nó đẻ này. Ôi giời ơi. Nụ nhá. Nụ này, hoa đẹp lắm ý. 110.000 một chậu Damari, hay là các bác cứ gọi tắt là hoàng thảo lông cho em. Hoàng thảo lông cho em nhá. Ôi yêu lắm. Đó, yêu cực kỳ luôn ý. Đấy các bác ơi, mua đi rẻ lắm. Em giới thiệu tiếp với các bác một mặt hàng, nó Vanda lá kim nữa nhá các bác nhá.
Vân Lan lá kim. Dòng cây này, dòng cây hoa to nhá mọi người nhá. Đấy, hôm nay em về chỉ được có một, em thấy cái mặt hoa này nó đẹp nhất thì em lấy này. Đây là mặt hoa mẫu thôi nhá mọi người nhá. Còn em bán này, em bán hàng giống. Có thể là cây nó có nụ này, nhưng mà nụ về thì em không bảo hành được nụ nhá mọi người nhá. Cây cực kỳ cao to luôn. Mọi người nhìn em này. Đấy, cây cao to cực kỳ. Cái Vanda này, Vanda kim, được mệnh danh là cái dòng hoa siêu hoa mà rất là dễ trồng luôn nhá. Rất là dễ trồng luôn. Đó, mặt hoa thực tế đây. Đấy, cây này. Cây đang có nụ nhưng em không bảo hành nụ mọi người nhá. Em không bảo hành nụ. Hàng này em Thúy sẽ chia sẻ cho mọi người giá là 200, à giá là 90.000 một chậu. Một chậu như này nhá, cao to như thế này. 90.000 một chậu. Các bác mua 5 chậu em Thúy miễn phí ship. Đó, 90.000 một chậu nhá mọi người nhá. 90.000 một chậu, cái này về thì các bác mua đi 5 chậu về ghép thành một bụi lớn này. Rất là ok luôn nhá. Rất là ok luôn. Dòng này dễ trồng lắm mọi người ơi. Dễ trồng, dễ sai hoa. Và cái hàng này là, hàng này là nó đang trong tình trạng có nụ, có hoa. Nhưng em không bảo hành nhá. Em nói rõ rồi đấy. Đấy, cây Vanda kim này, cây cực kỳ cao to luôn nhá. Mọi người em đo găng tay cho mọi người xem nhá. 1 này, 2 này, 3 này. Đấy, 4. Có cây nó sẽ dài hơn một chút và có cây nó sẽ ngắn hơn một chút nhá. Giá thì cực kỳ yêu luôn. Có 90.000 một chậu thôi. Mua nhanh kiểu hết này các bác ơi. Đẹp nhá. Hoa đẹp mà. Hoa lại còn thơm nữa này. Đấy, thơm thơm, cái mùi thơm mà thơm nhẹ nhẹ thôi mọi người nhá. Em nó có nhiều màu hoa lắm, nhưng em thấy cái màu hoa này nó đẹp nhất, nó bắt mắt nhất thì em lấy. Nó có thể là cái, có những cái bông nó đậm hơn, có những cái bông nó sẽ nhạt hơn một chút nhá. 90.000 một chậu. Em vừa cập bến được một lô trâu vàng nhá. Trâu chuẩn hoa màu vàng và em Thúy bảo hành đánh xe, đánh mã số và đánh tem vào cây cho các bác. Chuẩn hoa màu vàng và cái hàng này bảo hành năm nay sẽ rơi. Sẽ mình sẽ có hoa nhá. Có một, có rất là nhiều cây cuống hoa cũ nó vẫn còn trên cọng trên cây luôn. Và rễ tơ này, em cho các bác xem màu hoa này. Chuẩn màu vàng luôn nhá. Chỉ riêng có mỗi cái vườn này nó có thôi. Cách đây 3-4 năm nhà em đã bán rồi. Các bác nào mua nhà em cách đây 3-4 năm thì biết ấy. Cái ngày đấy nó mình chuẩn chưa có mốt chơi hoa vàng ấy. Đấy các bác nhìn thấy chưa, mình có chưa có mốt chơi hoa vàng. Ảnh ở cây ở bên ngoài hoa nó sẽ đẹp hơn. Em đang nói chuyện ngày đấy chưa có mốt chơi hoa vàng, đâm ra là nhà em bán nó không biết được bao nhiêu là bao nhiêu. Nhưng cái ngày đấy cây nó to, bây giờ nó quý hiếm thì đâm ra là tự dưng có cái mốt chơi hoa vàng, đâm ra là chỉ có cây nó như thế này thôi. Và bảo hành cho các bác ra hoa nhá, nó từ 4 cặp lá rưỡi trở lên nhá. Đôi 4, 5, 6 này, đôi 4, 6 này. Thôi em cứ bán từ 4 cặp lá rưỡi trở lên. Em Thúy chia sẻ với các bác giá 210.000 một chậu. Và các bác mua 5 chậu em Thúy miễn phí ship nhá. Đây này các bác ấy, bao la bát ngát luôn nhá. Chuẩn hoa vàng luôn. Chỉ có mỗi riêng vườn này nó có thôi, chứ không vườn là nhà nào có đâu. Chuẩn hoa màu vàng luôn nhá. Hoa đai, và hàng này hàng đai châu, hoa nó sẽ nở chuẩn Tết luôn cho các bác mình. Bảo hành nở chuẩn Tết luôn nhá các bác nhá. Đây này các bác nhìn này. Nhà vườn họ đánh dấu hết rồi, không thể nhầm được. Đấy. Mướt mát luôn. Yêu lắm. Và cái dòng này này, cây nó không có lá xếp hay lá mít đâu. Riêng cái dòng hoa vàng ấy các bác ạ. Các bác cứ nhìn cây nó trông, cái lá cây nó rất là ngố luôn. Cái đặc điểm của cái cây hoa vàng này, rồi các bác nhìn thấy sướng chưa? Đặc điểm của cái cây hoa vàng này trông lá nó rất là ngố luôn. Đấy, chứ các bác mà cứ đòi mua xếp mít mít mấy cái gì là không phải hoa vàng đâu nhá. Đây hàng nó như thế này, đây thực tế từ nhà em đây. Và đây em giới thiệu tiếp cho các bác một dòng giả hạc cực kỳ nổi tiếng nhá. Châu như lưỡi bẹt này, di linh tím và ma bó nhá. Em cho các bác xem mặt hoa này. Mặt hoa của nó là siêu phê luôn nhá. Đó, mặt hoa nó là siêu phê luôn. Đẹp lắm các bác ơi, bẹt này. Lưỡi nó bẹt ra nó đẹp vô cùng, tổ quốc ta ơi ạ. Đẹp lắm lắm ấy. Hàng này nhá, nó tình trạng nó đang có một số cây nó đang xuống lá, cho nên là những cái hàng này này bao giờ nó rụng hết lá nó mới ra hoa nhá các bác nhá. Cho nên là thi thoảng này nó có một số cây nó vàng lá nhưng không vấn đề gì, nó ra nó vàng lá, nó xuống nó hết lá, nó còn cái cọng không như thế này nó mới ra hoa nhá các bác nhá. Hàng này em Thúy chia sẻ với các bác giá là, các bác mua combo 3 chậu, 3 chậu như thế này thì giá là 130.000, nhưng mà khi các bác mua 5 chậu thì giá chỉ còn là 200.000 thôi.
siêu rẻ luôn. Các bác lấy chậu nhiều thân thì thân nó sẽ ngắn, chậu ít thân thì thân nó sẽ dài. Đây em cho các bác xem thực tế đây. Thân tím lịm nhá. Thì hoa nó bệt, nó đẹp cực kỳ luôn. Đó, thân nó tím lịm luôn. Và các bác ơi, nó hàng nó chuẩn bị là nó đang xuống lá, nó một cây là một số cây nó đang vàng lá nhá. Cho nên là các bác cứ mua hàng để các bác thấy vàng lá để các bác cứ dụng, cứ vặt đi. Và không sao đâu, cứ để nguyên như vậy không sao nhá. Giá cực kỳ yêu luôn. Đấy các bác ơi, nù béo ngậy này. Một chậu nó rất là nhiều thân luôn. Nhiều thân thì thân nó sẽ hơi ngắn hơn một chút nhá. Đấy, thân lù béo ngậy. Có 200.000 năm chậu và giá này em không bao ship. Các bác mua 3 chậu thì giá là 130.000. 3 chậu 130.000 mà 5 chậu thì giá là chỉ có 200.000 thôi. Các bác lấy nhiều thân thì lấy mà lấy ít thân thì lấy nhá. Mặt hoa là siêu thơm này. Cái hoa này thơm lắm lắm các bác ạ, một dòng hoa nổi tiếng đấy ạ. Các bác cứ search vào Google là sẽ biết. Và đây em giới thiệu tiếp các bác một dòng vũ nữ siêu to khổng lồ luôn. Và cái dòng này nó cũng là mặt hoa nó siêu đẹp luôn. Vũ nữ mặt trời nhá. Vũ nữ mặt trời đỏ. Đây em cho các bác xem mặt hoa này. Đẹp thiên thần luôn. Đẹp lắm lắm ấy ạ. Một chậu như vậy nó rất là nhiều thân. Đấy. Và nó đang đẻ mầm gốc rất nhiều. Các bác có thể mua cái chậu này về nhà mình mà có những cái cây cây kiểu như là cây bóng dâm ấy, về mình tách ra mình ghép lên trên chậu trên cây cũng được. Cây nó đẻ nhanh lắm các bác ạ. Và có thể là về các bác sang chậu cho nó đẻ nhá. Đấy, hôm nay em về hai dòng, một dòng mặt trời đỏ và một dòng mặt trời cam đây. Em cho các bác xem mặt trời cam đây. Hoa nó siêu thơm. Đấy, siêu đẹp luôn. Và cái dòng này cần hoa nó rất là dài luôn. Nó phải dài mét, mét 2 nhá. Đấy, một chậu như thế này. Em Thúy chia sẻ với các bác giá là 150.000 một chậu. Các bác mua 5 chậu em miễn phí ship nhá. Các bác ơi, các bác nghe rõ em, 5 chậu miễn phí ship nhá. Đây này, to đẹp lắm, đẹp mướt mát luôn. Đây là mặt trời ca, à mặt trời đỏ. Còn bên đây, bên đây là mặt trời cam. Em sẽ để riêng ra. Đấy, chậu cũng siêu to khổng lồ luôn. Các bác mua mua dòng hoa nào cũng được. Đấy, 150.000 một chậu. Các bác có thể mình mua ghép đơn, mình mua mỗi màu một chậu cũng được. Đấy, đỏ và cam nhé các bác nhá. Đấy, cái đỏ nó sẽ có đỏ đậm, đỏ nhạt. Siêu đẹp luôn. Chậu nó siêu to khổng lồ luôn các bác ạ. To khổng lồ luôn, nhiều thân lắm lắm luôn đấy ạ. Đấy, và cái dòng này thì các bác tưới nước nhẹ nhẹ thôi nhá. Các bác đừng tưới đẫm nước nhá. 7 đến 10 ngày vẫn cho em nó ăn phân thuốc một lần. Yêu chưa? Yêu lắm. Ôi, cái chậu này nó còn to khổng lồ như này này. Những cái chậu mà thân nó to nó dài ấy, thì nó hơi ít thân hơn nhá.